Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi mùi tháng 12 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm năng vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi về phương diện sự nghiệp. Xem vận trình sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn đang có những kỳ vọng đột phá trong tháng cuối cùng năm Tân Sửu này nhưng khó mà đạt thành như kỳ vọng do vận khí trong tháng của bạn đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng với bạn tuổi mùi trong tháng này, có thể coi đây là một tháng hung vận lấn át hoàn toàn cắt vận, gây ra nhiều trục trặc bất lợi cho con đường công danh của con giáp này, với hàng loạt vấn đề phức tạp phát sinh đòi hỏi mệnh chủ phải dành nhiều thời gian, công sức hơn để xử lý, có nhiều khi phải tạm gác lại việc trong tay để giải quyết việc chen ngang khiến kế hoạch của bạn bị đảo lộn nghiêm trọng. Trong tháng này với bạn tuổi mùi đang gặp cục diện ngủ hành tương xung lại thêm cả nguyệt lệnh lâm đất suy, si, khiến cho bạn tuổi mùi dù muốn dù không, cũng khó lòng thoát khỏi những chuyện thị phi so với tháng trước thì tháng này những dấu hiệu cạnh tranh trong công việc ngày càng rõ ràng hơn bản thân bạn của bạn tuổi mùi là người có nhiều tham vọng và càng về cuối năm lại càng không ngừng tranh đua để đạt được vị trí tốt nhất và có được mức lương xứng đáng với năng lực công sức của mình đã bỏ ra chính điều này khiến bạn không thể tránh được việc đụng độ với nhiều đối thủ cạnh tranh và nếu đối thủ chơi đẹp thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều chỉ có điều nếu kẻ tiểu nhân lợi dụng thời điểm này để quấy phá bạn có thể phải chịu nhiều thua thiệt dù ít hay nhiều khi tâm lý đấu đã ảnh hưởng hiệu suất công việc khó mà cao được hơn thế nữa trong tháng không ít sự cố xảy ra đòi hỏi bạn tuổi mùi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý thì mới mong giải quyết được ổn thỏa với bạn tuổi mùi trong tháng này mưu sự có thể không quá thuận lợi nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch so cho phù hợp với từng thời điểm trong mọi việc lớn nhỏ hầu như bạn đều phải tự lực cánh sinh để giải quyết ít có sự trợ giúp từ phía bên ngoài và nếu có người nhúng tay vào, đó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Để giảm bớt hung hiểm trong vận trình của tháng cuối năm này, bạn tuổi mùi cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi về phương diện tài lộc. Còn về vẹn trình tàu lộc của bạn tuổi mùi trong tháng 12 âm lịch này cho thấy, do tháng này bị hung tinh tọa mệnh, chủ về hao tài, tốn lộc chiếu mệnh, điều này làm cho con đường tài lộc của bạn tuổi mùi có nguy cơ giảm sút khá mạnh. Dù bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng có thể với những thành quả thu về không phản ánh chính xác công sức bạn đã bỏ ra. Bên cạnh đó trong tháng này với các nguồn thu nhập của bạn không tăng, trong khi phải chi khá nhiều cho những khoản phát sinh trong tháng, đặc biệt là cho việc mua sắm trong những ngày giáp Tết tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoản không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Nếu không quản lý chi tiêu hợp lý hơn, với bạn tuổi mùi có nguy cơ phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống trở nên eo hẹp. Và trong tháng này với bạn tuổi mùi cũng cần chú ý, đặc biệt là việc đầu tư không phải là quyết định khôn ngoan lúc này. Vận khí xa sút tiểu nhân tiềm ẩn, bạn nên chú trọng tính an toàn khi kinh doanh trong tháng này hơn là mạo hiểm dù có muốn kiếm khoản lớn hơn để yên tâm đón tết đến đâu cũng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo xui xẻo nếu không thứ mà bạn phải đánh đổi chính là số tiền mồ hôi nước mắt mà mình đã cố gắng kiếm được từ bấy lâu nay theo phi tinh tháng trong tháng với bạn tuổi mùi đang có sao lục bạch chủ tài lộc bay vào cung chính tây đây là vị trí vượng tài nên bạn cần phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực này chớ nên để quá nhiều đồ đạc hay vật dụng bừa bãi cồng cành ở đây mà khiến cho tài vận đã xấu nay lại càng xấu hơn tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi về phương diện tình duyên. Bước sang tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi cũng cho thấy, ở phương diện tình duyên, bạn tuổi mùi khó mà có được những điều mình mong muốn. Ngủ hành tương xung nhập cục khiến cho mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề, nhưng với bạn thì cái chuyện tình cảm lại ngày càng rối ren. Đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn triền miên, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt thậm chí nếu như bạn tuổi mùi cứ để cho tình trạng này kéo dài sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai bạn khi đó thứ bạn đánh mất không chỉ là người ấy mà còn cả mái ấm gia đình của mình còn đối với các cặp đôi đang yêu liên tục có sự giận hờn cãi vã có thể dẫn tới chia ly nếu bạn không chịu gạt cái tôi của mình sang một bên để giữ lấy mối quan hệ này mối quan hệ vợ chồng này sinh mâu thuẫn chủ yếu là vì kẻ thứ ba xuất hiện gây chuyện thị phi, khiến đôi bên hoài nghi lẫn nhau. Cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ dạn nứt tình cảm càng cao. Vấn đề xuất phát từ cả hai phía nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Hai bạn đều cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề để tháo gỡ khúc mắc. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi về phương diện sức khỏe trong tháng đang gặp nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu sức khỏe tuổi mùi giảm sút đáng kể. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân. Và với bạn tuổi mùi, đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu như bạn không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, với bạn tuổi mùi cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi và bạn cũng có thể chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè để lòng vơi nhẹ hơn. Đừng ôm đồ mọi thứ một mình, bên cạnh bạn vẫn còn những người thật lòng quan tâm và muốn san sẻ với bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, khó đạt thành kỳ vọng đột phá, đường công danh gặp nhiều trục trặc bất lợi. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, Tuất thân. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết khó lòng thoát khỏi thị phi, dấu hiệu cạnh tranh rõ ràng hơn. Quý nhân, Ngọ Tỵ. Tiểu nhân, Thìn Tuất. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. Tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết đường tài lộc có nguy cơ giảm sút mạnh, chi ra vượt quá thu vào. Quý nhân, Tỵ Hợi. Tiểu nhân, Sửu Ngọ màu sắc may mắn xám cam. tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nam thái bạch nữ thái âm. khẩu quyết tình cảm rối ren đời sống hôn nhân nhiều xung đột. quý nhân mão ngọ. tiểu nhân tý thìn. màu sắc may mắn cà phê nâu. tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nam la hầu nữ kế đô. khẩu quyết sức khỏe giảm sút đáng kể chủ yếu là do áp lực tinh thần. quý nhân mão tỵ. tiểu nhân tuất sửu. màu sắc may mắn xanh đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mùi trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.